Xin chào tất cả quý vị bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng món bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn. Chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn này khi mà sang tháng 1 năm 2023 này đang có giá cả như thế nào, tổng món bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể. Chiếc xe Hyundai Accent nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng B, cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Toyota Vios, Honda City hay là rất nhiều xe thị trường Việt Nam. Ok, xin phép được đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 502 triệu. Sang tháng 1 năm 2023 này, đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 468 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn này lái nội đang là 551 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 521 triệu, tỉnh áp thuế 100% thì 531 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 541 triệu ạ. Còn đối trả góp thì đang là 182 triệu, tỉnh thì 153 triệu, tỉnh áp thuế 100% thì 162 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 172 triệu. Còn mức giá tốt hơn, khuyến mại nào, tặng phụ kiện sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em, giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể nhá. Kích thước tổng thể là dài đang là 4m440 ạ, rộng thì đang là 1m729 nhá. Còn cao thì đang là 1m460 đấy ạ. Còn chiều dài cơ sở nó thì dài đang là 2m60 ạ, còn khoảng sáng gầm xe nó là 15cm nhé. Đó chính là về kích thước tổng thể. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của nó vẫn sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, đó chính là mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thác nước nhé. Nhưng mà bản này thì sẽ được mặt lưới ca lăng nó sẽ rộng hơn, to hơn bản hơn và thiết kế nhìn trông nó sang trọng hơn và trẻ trung hơn rất là nhiều. Còn tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn này. Cụm đèn của bản này thì sẽ là cũng là sử dụng đèn, nó đèn halogen dạng projector nhé, cho cả đèn cốt nữa, đèn pha. Nó sẽ có thêm được là đèn góc chiếu bản 2020, nó cũng có thể góc chiếu bản 21 này cũng sẽ có cả đèn góc chiếu này. Đó, đèn góc chiếu nhá. Đèn led bản này sẽ được thiết kế nhìn trông nó sẽ khác hơn. Nó đây, đèn led của nó này. Đó. Còn em giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm của nó trông là đèn halogen dạng projector nhá. Kiểu dáng nó sẽ nhìn trông nó thể thao hơn. Thể thao hơn rất là nhiều so với cả phiên bản 2020 đấy ạ. Tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Accent số tự động bản tiêu chuẩn này thì phần sườn xe nó được dập đổ rất là nhiều, tạo cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và không kém sự sang trọng ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em nữa, đó chính là phần bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm nhá, màu bạc trắng đấy ạ. Nó sẽ là phanh đĩa cho cả bốn bánh này và các tính năng an toàn đi theo của nó thì gồm có phanh ABS này, cân điện tử xe ABD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, hệ thống ESC này, hệ thống cân bằng điện tử xe nhá. Và vành của nó sẽ vành 15 inch nhé, và vành 16 inch thì dành cho chỉ do bản đặc biệt thôi. Tiếp theo em giới thiệu cho anh em nữa, đó chính là phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu bên ngoài xe này thì gương chiếu hậu của nó là sẽ cùng màu thân xe nhé. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương, xi nhan trên gương bằng đèn led này, và sẽ là chỉnh điện và gập điện nhé. Nó sẽ không có tự động gập gương đâu ạ. Đó. Bản số tự động bản tiêu chuẩn bản này sẽ được thêm so với cả phiên bản trước, đó chính là thêm được cái thanh nạp chrome ở phía chân kính này. Phiên bản cũ 2020 thì sẽ không có thanh nạp chrome nhé, đây chỉ là phần nhựa thôi. Nhưng bản này đã có chrome rồi, nhìn sang trọng hơn rất là nhiều. Đây, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về tay nắm cửa. Tay nắm cửa của nó sẽ là tay nắm cửa mạ chrome nhé, cho cả bốn cánh cửa. Tích hợp trên đấy sẽ có nút bấm đấy ạ. Đây, tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa nhé. Đây, em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là bánh đúc hợp kim nhôm nhé, giống như như hai bánh đầu tiên. Đấy, hoàn toàn giống nhau. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của bản này thì sẽ là giống, rất giống như phần phiên bản 2020. Đó, thiết kế nó rất là cứng cáp, chắc chắn và rất là sang trọng nhá. Bản này thì rất là sử dụng hệ thống đèn của nó sẽ là đèn halogen chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe nhá. Nhìn chiếc thiết kế xe nhìn rất là sang trọng của chiếc xe. Các tính năng an toàn đi theo đó chính là gồm có như sau, đó chính là cái cảm biến lùi này, cảm biến lùi 4 mắt này và camera lùi này. Đó, sẽ có camera lùi anh em nhé.
Đó là những tính năng an toàn. Phần bản đuôi đuôi xe này so với cả phiên bản 2021 là có sự thay đổi, đó chính là có phần cản sau. Cản sau của nó đấy ạ, nó được lẹp chrome này, được lẹp chrome này, nhìn nó khác hẳn luôn, nhìn rất sang trọng đấy nhá. Có lẽ em sẽ mở cốp lên cho anh em xem cái cốp xe nó như thế nào. Cốp xe của nó thì rất là rộng, rộp rộng, nhưng mà kích thước thì giống như phiên bản 2020 thôi ạ. Đó. Đây, em giới thiệu cho anh em về mức teo nhiên liệu này. Mức teo nhiên liệu của bản này thì ở trong đô thị đang là, em sẽ lấy led cho anh em nhé, 8.53 này, và ngoài đô thị đang là 4.99 và kết hợp trung bình đang là 6.32. Ok, giờ em sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em nhé. Anh em giới thiệu cho anh em về nội thất của bên trong này. Nội thất của nó chính là nội thất màu be kết hợp màu đen, tạo ra không gian nhìn rất là rộng rãi và sang trọng nhá. Còn em giới thiệu cho anh em về phần ghế này. Ghế của nó sẽ là ghế lỉ nhá. Ghế lỉ cho bản số tự động bản thường và số sàn bản đủ. Còn số tự động bản đặc biệt thì sẽ là ghế da nhá. Ghế được sẽ chỉnh cơ 6 hướng đấy ạ. Chỉnh cơ 6 hướng nhé. Còn em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của bản này thì sẽ là vô lăng 3 chấu. Tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này. Đàm thoại rảnh tay nhá. Và điều chỉnh âm lượng này. Còn bên này sẽ là điều chỉnh bản hồ tắp lô này. Bản này sẽ là tổng sẽ là có 2 túi khí thôi nhá. 2 túi khí thôi. Còn bản đặc biệt thì sẽ là 6 túi khí đấy anh em ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần cánh cửa này. Cánh cửa của nó thì sẽ có là cụp gương này. Cụp gương này. Điều chỉnh 4 mặt gương này. 4 hướng của 2 mặt gương ở bên ngoài xe nhé. Và đây là khóa kính này. Chốt cửa này. Và sẽ có thêm đằng này nữa. Đó chính là có điều chỉnh cho lên xuống kính cho cả 4 cánh cửa. Riêng ghế lá sẽ là tự động lên và xuống nhé. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em ạ. Đây em đi vào bên trong giới thiệu cho anh em này. Đầu tiên đó chính là phần chìa khóa nhé. Chìa khóa của nó sẽ là có thêm được nút hâu. Đó chính là gì? Đó chính là đề lẩu từ xa nhé. Đấy. Còn các nút khác thì cơ bản như các cái chìa khóa 2020 nó đều có. Đó chính là đóng cửa và mở cốp nhé. Đây, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về nút chìa khóa. Chìa khóa của nó sẽ là chìa khóa thông minh, một chạm Smart Key. Giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đây ạ, em giới thiệu cho anh em nhé. Đó chính là bảng đồng hồ tắp lô. Bảng đồng hồ tắp lô của nó sẽ là bảng đồng hồ tắp lô của nó sẽ là bảng đồng hồ điện tử, digital nhé. Đấy. Đây là các thông tin như sau. Đó chính là đây là công tơ mét này. Mức nhiên liệu này. Đây là vòng tua động cơ này. Còn đây là cái nhiệt độ nhá. Đấy, nhiệt độ nước là mát đấy ạ. Còn đây là bảng đồng hồ tắp lô. Cài đặt cho anh em một hình ảnh và âm thanh nhá. Còn em giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh ánh sáng này. Nó sẽ có chế độ auto là gì ạ? Là chế độ tự động bật sáng khi vào trời tối hoặc hầm tối nhá. Đó. Còn em giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa của nó này. Cần gạt mưa của bản này thì sẽ là có. Đây, em sẽ zoom lên cho anh em xem này. Cần gạt mưa này. Cần gạt mưa thì sẽ là cần gạt mưa tự động nhé. Cần gạt mưa tự động đấy ạ. Ok, giờ em sẽ giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí của chiếc xe Accent. Còn em giới thiệu cho anh em về màn hình cảm ứng này. Màn hình của nó sẽ là màn hình cảm ứng 9 inch đấy ạ. Màn hình có kết nối Bluetooth, có định vị và có màn hình kết nối Apple AirPlay và Auto Android nhá. Phiên bản mới này thì màn hình nó to hơn, thiết kế nó lồi ra và sang trọng hơn, và đặc biệt nó sẽ tác thêm hệ thống điều hành Auto Android. Ở trước này nó có chỉ hệ thống Apple CarPlay thôi ạ. Đó, đấy màn hình to nhá, lồi ra nhá, viền xung quanh nhìn cho nó sang trọng hơn. Đó. Đây giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa này. Điều hòa của nó sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay nhá, điều hòa cơ chỉnh tay đấy ạ. Đấy. Nhìn cũng rất là sang trọng đúng không ạ? Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này. Phía dưới thì cái này sẽ có tổng thông lá này, USB này, cổng điện 12V nhá. Đằng dưới này thì anh em có thể để điện thoại thôi, nó không có sạc thông minh IQ đâu ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hộp số này. Hộp số của nó là hộp số tự động 6 cấp nhá. Được bọc da nhìn thiết kế nhìn rất là xịn sò đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này. Đó sẽ là có tiếp theo nữa, đó chính là có hộp để tản thuốc lá này. Phanh tay là phanh điện nhá. À xin lỗi ạ, phanh tay phanh cơ nhá, phanh điện chỉ có dành Santa Fe, Tucson thôi. Còn bản này sẽ là phanh cơ. Hộp tựa tay trung tâm bằng bọc dòng bằng da nhá. Bọc da đấy ạ. Đây, hộp rất là to. Bọc da sở rất mềm mại. Đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe. Gương chiếu hậu trong xe của nó thì cơ bản thôi, không có gì quá lôi bật cả. Còn em giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần của nó sẽ là có 3 chế độ này, luôn luôn đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng nhá. Đấy, anh em bấm cơ trực tiếp này. Đó, anh em bấm cơ đây nhá.
Đấy, còn đằng này thì anh em sẽ là để tài liệu đăng ký đăng kiểm hoặc là kính hình như có thể đấy được. Còn đây giới thiệu cho em về trần xe này. Trần xe của bản tiêu chuẩn này xin nó không có cửa sổ trời nhá. Trần sẽ là trần màu ghi nhá, ghi vàng đấy ạ. Ok, rồi sẽ sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai nhá. Hàng ghế thứ hai của nó sẽ là giống hàng ghế đầu tiên. Ghế là sẽ ghế lỉ nhá. Và ghế bản này thì sẽ là ghế nó không sẽ gập được 60-40 hoặc là không gập phẳng được cho anh em nhá. Đấy, và nó không có tựa tay trung tâm. Rồi em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về độ rộng rãi trước nhá. Em cao 1m80 nhá. Đây, vẫn có thừa được gần một găng tay này. Để chân thì rất là thoải mái luôn ạ. Trần xe thì em đang cầm tay quay thì này là không quay cho anh em được, nó thừa tầm khoảng 3-4 phân nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về nữa, đó chính là có thêm được cửa gió hàng ghế thứ hai này, rất tuyệt vời đúng không em? Nên điều hòa mát hơn rất là nhanh nhá. Đấy, phần dưới này thì sẽ là có cổng sạc điện thoại này. Nếu ai một người khó tính hay là ai một người kỹ tính về một sự thiết kế của một chiếc xe phân khúc hạng B thì em đánh giá một chiếc xe Hyundai Accent thì khó lòng có thể đem là ai có thể chê trách nó quá nhiều được. Tại sao anh em không gọi điện cho em đi ạ? Qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá xe là tốt nhất thị trường cho em nhé. Ok, giờ em sang bên động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Hyundai Accent. Đây giới thiệu cho anh em về động cơ này. Động cơ của nó thì sử dụng động cơ là động cơ Kappa 1.4 nhé. Với công suất cực đại của nó đang là 100 Nm cho 6.000 vòng trên phút. Còn mô men xoắn cực đại của nó đang là 132 Nm cho 4.000 vòng trên phút nhé. Còn dung tích bình nhiên liệu của nó đang là 45 lít đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần chi tiết về bên trong này. Còn màu xanh này đó chính là nước rửa kính nhé. Còn đây là động cơ này. Động cơ của nó sẽ là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 1, 2, 3 và 4 ạ. Còn đây là đó chính là cổ hút để đến dưới cao rồi đúng không ạ. Còn đây là aquy của nó, aquy khô nhé. Còn màu vàng này nó gì ạ? Đó là dầu phanh ạ. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể và cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe Accent bản tiêu chuẩn có gì không ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về tổng thể nhé. Về kích thước tổng thể thì phần đầu video em giới thiệu cho anh em rồi. Về những tính năng an toàn của bản này thì có những tính năng an toàn như sau, gồm có phanh ABS này, cân bằng điện tử xe ESC, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bố lực phanh điện tử ABD nhé, và có hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, ổn định thân xe này, mã hóa động cơ chống trộm, kiểm soát được kéo TFC nhé, và số túi khí sẽ là tổng của xe 6 túi khí. Về màu xe thì bản này sẽ có 6 màu, gồm có màu trắng này, màu bạc, màu đỏ, màu vàng cát, màu vàng be và màu đen đấy ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe cũng như là những tính năng option của chiếc xe này Accent số tự động bản tiêu chuẩn rồi. Vậy thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Hyundai cũng như là các hãng xe khác nhau, để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mua chiếc xe này hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em.